Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 Happy 2Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan tới sự hiện diện của tổng thống ukraine ông zelensky có mặt ở thủ đô washington ngày hôm nay sau cuộc hội kiến với tổng thống biden ông sẽ hội kiến với các giới chức đảng dân chủ và đảng cộng hòa bao gồm việc gặp gỡ những thượng nghị sĩ và dân biểu nếu có chống lại cái quan điểm hỗ trợ cho ukraine Thực ra đó thì đa số các thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Nhưng vào năm bầu cử sắp tới, rồi tình hình hiện nay liên quan tới ngân sách mà Đảng Cộng Hòa đó lại muốn chính phủ Hoa Kỳ, tức là Tổng thống Biden đó, phải cắt giảm ngân sách, không có được chi tiêu bừa bãi quá tay. Mà trong đó cái số tiền dành cho Ukraine bao gồm luôn do thái nữa cho nên cái vị thế bây giờ nó như một cái chĩa ba đó thưa quý vị cái chĩa ba ở đây đó là vấn đề biên giới vấn đề ukraine và vấn đề do thái thì bên phía đảng cộng hòa thứ nhất đó họ là thiểu số mặc dù là ở hạ viện là họ đa số nhưng ở thượng viện họ thiểu số cho nên làm gì làm mà không có thượng viện đó với một cái phiếu của bà Kamala Harris là phó tổng thống đó thì cũng không có thể thông qua được cho nên với cái tự thế là còn thiểu số ở thượng viện á và ông tổng thống lại là phe đa số nữa, cho nên họ phải tìm ra một cái thế đối trọng, thế đối trọng ở đây trong cái ngân sách này, tức là phải có sự thỏa hiệp, đâu phải là cái gì anh muốn là tôi cho đâu, à, không có đơn giản là như thế, cho nên họ vẫn áp lực, ngay cả ông tổng à, ông thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah đảng cộng hòa đó và một số các thượng nghị sĩ khác ủng hộ Ukraine họ nói họ không có um, đặt những cái vấn đề gì liên quan tới 60 tỷ Mỹ kim ngân sách mới trong năm 2024 dành cho Ukraine cả nhưng mà ngược lại đó bên phía đảng dân chủ và tổng thống Biden phải đồng ý với họ là cái vấn đề di dân ở đường biên giới đó nó quá nó vượt qua cái tầm kiểm soát trong đó kể cả vấn đề mà à, thẩm phán à, rồi à, lực lượng tuần tra biên giới đặc biệt là ở texas nữa cho nên tiểu bang texas họ cũng áp lực à, nhất là đảng cộng hòa mạnh mẽ cho nên áp lực cho nên vấn đề lớn hiện nay đó là ông zelensky đồng ý là có mặt nhưng mà cái sự hiện diện của ông theo các nhà phân tích đó không tạo ảnh hưởng xem như ông có mặt là có mặt như thế thôi à, mục tiêu đó là có thể chỉ để xuất hiện à, nhằm mục tiêu để ông biden à, thay vì gọi điện thoại nói chuyện thì ông trước mặt ông sẽ đưa ra những cái chi tiết mà có thể không nói chuyện qua điện thoại được đại loại là như thế à, mặc dù bên phía ông biden nói rằng à, cái sự ủng hộ của hoa kỳ đối với ukraine và tìm kiếm một cái ngày chiến thắng là vẫn tiếp tục thế nhưng cái khó khăn ở đây là câu hỏi lớn nhất là ông biden liệu rằng ông có thỏa hiệp thỏa hiệp ở đây có nghĩa là phải đồng ý với những đề cương mà bên phía đảng cộng hòa đưa ra yêu sách mà phía đảng cộng hòa đưa ra có nghĩa là phải trở về với thời kỳ của ông trump đóng cửa biên giới à, tạo thêm ngân sách cho à, lực lượng tuần tra biên giới gây khó khăn thêm cho các di dân muốn vào Mỹ. Đây là một trọng điểm chính trị của năm 2024. Mà nếu ông Biden làm điều này đó, mặc dù đồng ý là có được ngân sách cho Ukraine và Do Thái, nhưng mà ngược lại đó, cử tri của đảng Dân Chủ có thể sẽ chống đối bởi vì bên phía đảng Dân Chủ xưa nay vẫn ủng hộ cái việc di dân. Và thưa quý vị, um cơ quan faa cho biết là họ đang điều tra một cái trường hợp bây giờ nó cũng khá là hy hữu khi mà có một người đàn ông bây giờ cũng không biết ông này là à, quốc tịch Nga hay là quốc tịch Do Thái nữa bằng cách nào đó ổng đã bay được từ uh, phi trường ở Đan Mạch đáp xuống phi trường LAX vào tháng trước mà không hề có một cái tờ giấy hợp pháp nào không có passport, không có visa không có vé máy bay luôn nữa thưa quý vị uh, bây giờ đó thì chỉ có tên tuổi người này không có hình ảnh uh, bây giờ cái hồ sơ truy tố của FAA cho biết là vào uh, ngày 4 tây tháng 11, ông Sergei Ochigava ổng đáp xuống phi trường LAX lúc 1 giờ đi trên chuyến bay từ Copenhagen của Đan Mạch đến LAX. Thì khi mà đi qua những cái phía kiểm soát của nhân viên phi trường đó thì tất cả hành khách đều có giấy tờ, có vé máy bay. Thì riêng ông này không đưa ra được một cái tờ giấy nào hết. Thì ngay lập tức ông bị dẫn vào một cái phòng riêng thì nhân viên ở đây đó à, lúc ban đầu họ hỏi ổng là ổng tên gì vé máy bay đâu thì ổng nói cái tên không phải thật không phải là cái tên là Sergei Ochigava thưa quý vị ổng đưa những cái thông tin tầm bậy tầm bạ gì đó thì ngay lập tức lúc đó nhân viên phi trường họ đã phải gọi à, giống như là cảnh sát ở đây à, đến và họ phải lục soát cái bát phạt của ổng và cả cái cell phone thì phía uh, bây giờ hồ sơ từ faa cho biết là khi mà lục soát cái bát phạt đó thấy được là có một cái id của nga là bằng lái xe của nga và cả một cái bằng lái xe của uh, israel do thái nữa cho nên bây giờ không biết ông này là công dân của nước nào và chỉ thấy được đúng có hai cái id lái xe thôi chứ không có passport thì lúc đó phía uh, nhân viên phi trường với lại cảnh sát đó họ lại phải tiếp tục À, lục trong cái cell phone của ông này thì phát hiện được là có một cái bức ảnh chụp passport của Nga, à, có cái tên là Sergey uh, Ochigava, ngày sinh vân vân thì họ nghĩ là đây là tên của ổng nhưng mà cái bức ảnh chụp đó lại cũng không có cái ảnh trên cái thẻ của passport nữa cho nên đến bây giờ à, phía faa người ta cũng không biết liệu đây có thật sự là tên của ông này hay không à, và đặc biệt ông này ổng không nói được một chữ tiếng anh nào cả à, suốt cái buổi thẩm vấn đó là phải có người thông dịch ổng chỉ nói tiếng nga thôi thì đến bây giờ phía à, faa và bây giờ họ đang à, liên lạc với lại à, À, giống như là nhân viên của phi trường ở tại Đan Mạch à, tìm hiểu coi bằng cách nào mà cái người đàn ông này không có một cái tờ giấy nào lại qua được cái phi trường ở Đan Mạch thì ông này đó trong khi mà thẩm vấn thì ông nói là ông ba ngày ông không có ngủ ông không có nhớ gì hết à, ông không biết làm cách nào ổng lọt được lên cái chuyến bay từ Copenhagen mà đi qua LAX. À, ý ổng khai là ổng cũng không có à, có cái chuyện gì để làm ở LAX hết. Thì cái chuyện này bây giờ cũng rất, à, rất là khả nghi. Thì trong hồ sơ của FAA đó bây giờ họ gửi qua họ chỉ nói là đây có thể là một cái trường hợp muốn trốn đi lậu đi vào Hoa Kỳ nhưng mà cũng không biết có thật hay không. Đây là hình ảnh của cô Brisa Romero 17 tuổi, một cư dân của thành phố gần Chicago, tiểu bang Illinois. Cảnh sát sáng nay mở cuộc họp báo và thông báo họ vẫn không hiểu vì lý do nào chiếc xe SUV quý vị đang nhìn thấy đó, đó, chiếc xe như, như Nissan SUV này. Họ đã tìm thấy chiếc xe này nằm trong một cái ao và sát của cô không tìm thấy mà cũng không biết là cô đi đâu nữa những hình ảnh video camera không thấy được bóng dáng của cô nhưng họ thấy chiếc xe này do chính cô lái lao xuống cái ao nước chuyện gì xảy đến với Romero và gia đình có thể đã biết được chi tiết nhưng mà cảnh sát dựa trên những cái thông tin họ vẫn còn đang điều tra chưa tiết lộ hoàn toàn tuy nhiên chúng tôi gửi đến quý vị những tin tức à, tại sao cô gái này à, mất tích và đồng thời lại lái xe xuống ao như thế này ngay sau vận quảng cáo